Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình hướng dẫn anh em là xin bóng đèn led về những nhà hoặc nhà bóng nào bị cháy đấy, ta đừng vứt đi nhé. Ta sẽ khắc phục lại để ta dùng đỡ lãng phí nhá. Thì trước tiên đây nhà tôi bóng này cháy này, tôi sẽ bây giờ là tìm cách tháo ra nhá. Đo đấy thì ta đo bằng máy. Còn nếu như không máy đo thì ta đây, ta dùng cái dây điện nhỏ nhỏ rồi ta mới cắt bấm hai đầu đi. Chúng ta thử từng con một. Nếu con nào chết thì biết ngay nhá. Đấy. Đây giảm như tôi đây. Đấy này. Chúng ta tìm lần lượt các bạn nhá. Cứ chập lần lượt này xem con nào. Đấy, con này hư mờ mờ này. Đây. Vậy là con này chết các bạn nhé. Đây con này chết này. Đấy. Xác định là con này chết. Đấy. Ta đi bút đánh dấu à? Ta đánh dấu ở đây. Đấy. Nếu bây giờ nhá, mà con này chết ấy thì là một là chúng ta mà thay thế được đấy, còn lấy được của con những con vỉ khác ấy, ta thay đặc trang để thay con này thì là cũng điện của nó cấp đầy đủ các bóng này. Còn nếu là trường hợp mà chúng ta muốn đấu tắt ấy thì ta dùng một sợi dây đồng bé này, ta hàn từ chân âm sang dương của bóng này là sẽ sáng được. Nhưng mà hàn như thế đấy thì là tất cả các cái vỉ này đấy nó thiếu đi một con, mình đấu tắt sang đấy thì tất cả các con này nó phải gánh điện nặng hơn nhé. Đấy, vậy cho nên là ta thay thế được con khác vào là hay nhất. Đấy, hoặc là chúng ta dùng một con trở khác nhá, dùng một con trở khác ta gắn vào đây, ví dụ như đây tôi dùng một con trở này, con trở này là mẹ vào đấy anh ơi, ta hàn vào thì để nó thay thế con kia nó gánh lên nhá. Đây các bạn nhá, qua quá trình tôi đã hàn con trở vào rồi nhá. Đây con trở đây, mình hàn vào hai chân của nó nhá. Bây giờ qua test thử lại xem bóng thế nào các bạn nhá. Đấy. Rồi test lại xem bóng mức độ sáng thế nào nhá, xem có như cũ không nhá. Đấy thấy chưa? Bóng sáng như cũ các bạn nhé. Đấy, mà con trở này sẽ không ảnh hưởng gì đến tất cả các bóng kia, nó sẽ gánh đều cho tất cả các con bóng ở trong vỉ net nhé. Đấy, đây sáng như cũ đây. Đấy, chúng ta đừng để lãng phí quá, cháy con nào ta sửa con đấy rất dễ mà. Đấy, đấy, đấy. Bây giờ ta lại hàn lại. Đây, xin tôi xin được rất nhiều bóng nhé. Đây, về sẽ sửa lại hết tất cả luôn. Đây, ta cắn lại như cũ thì ta lại dùng tí keo 502 ta cắn lại là bóng sẽ bình thường nhé. Đấy, đây này. Đấy, thấy chưa bạn, thấy chưa? Rất sáng nha. Đấy. Coi như bóng vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Đấy nha các bạn, nhớ bạn nào thích cho mình like và hãy đăng ký kênh để xem video tiếp nhé. Đấy. Xin chào các bạn.